nói thật với các bác, đã chấp nhận xả kho ấy là chỉ có bán lỗ thôi. Một là lỗ, hai có thể cái nào gỡ hòa được thì gỡ, chứ không phải là lúc nào em có. Em Tuấn Minh làm nghề điện máy này đến đây là được hơn 5 năm rồi. Thế trong vòng 5 năm qua thì thi thoảng có những cái mã mà nó cũ nó tồn ra là cái chuyện rất là bình thường. Thôi nha, hôm nay em lại tiếp tục lên có một số những cái mã bây giờ em đang nẻ ra thì lên thanh lý cho các bác với những cái giá chỉ hơn 100.000 có thôi. Nên bác nào mà săn được thì tranh thủ vào mà săn nhá. Hôm nay em đang để tồn ra ở đây có mấy cái mã khoan điện đây. Con này là của thương hiệu Mac Pro. Nếu như bác nào đã tham gia thì đều biết là cái thương hiệu này nó rất là nổi tiếng rồi. Cái con này là khoan điện. Đây, em cắm thử xem con nào còn chạy được mà còn lấy được thì em sẽ thanh lý cho các bác. Đấy. Lưu ý xem con này không có búa nhá. Đầu 10 ly, con này đầu cái nó là đầu kẹp. Đấy, các bác này. Nói chung dùng gia đình vừa tầm, các bác lấy con này cho em. Cái này là Mac Pro. Đây nhá, hộp thì nó hơi cũ như này thôi. Máy vẫn nguyên siêu như này, vẫn rất là mới. Con này em nói luôn, em thanh lý nhá, 190.000 em bao ship. Bây giờ em sẽ đánh dấu số thứ tự vào đây thì sau này các bác còn biết. Đây, 190k nhá, 190k. Con này là nhớ cho em nhá, Mac Pro 190k. Ok, rồi. Mã này 190k này, để ra ngoài để em xem tiếp con nữa đây, xem mà có còn. À đây, con này thì nó còn nguyên cả cả giấy phiếu bảo hành, có cả chổi than đi kèm. Đây nhá, con này nó còn nguyên túi, nguyên ni lông như này. Toàn hàng mới đấy, nhiều bác cứ bình luận vào thằng này suốt ngày đấy thanh lý. Đây à. Ôi, vẫn ngon luôn các bác, vẫn ngon. Ok nhá, con này thì nó còn mới hơn và có đầy đủ phiếu bảo hành rồi cả chổi than đi kèm và một cái mũi vít như này. Nên con này em sẽ bán để lại cho các bác là giá 220.000 nhá. Con này mã số 2, cũng Mac Pro mã số 2. Đây, mã số 2 để đây cho các bác. 220.000 này. Mã số 2 nhá, 220k. Đó. Rồi. Các bác lưu ý nhá, mỗi loại này chỉ còn 1 đến 2 con thôi, không phải lúc nào cũng có đâu. Đây, còn một con nữa. Con này đây các bác nhìn này, để vỏ viếc chuột nó gặm đây. Con này cũng nguyên, máy vẫn mới, mới tinh luôn. Đây, túi ni lông bọc này, phiếu bảo hành rồi kể cả chổi than các thứ vẫn có nhá. Để em xem mà máy còn hoạt động không thì mới gửi đi cho các bác được. Ok, vẫn ngon luôn. Rồi, con này cũng 220 cùng mã số 2 như con kia nhá. 220.000 nhá, đấy. Mã Mac Pro. Loại 220 là còn 2 con. Rồi. Tiếp theo đây là con này này. Con này là của thương hiệu THC gì đây. Model là 6069. Thì em xem nó có còn hoạt động hay không. Để nó lâu các bác ạ. Con này cũng đầu 10 ly. Cũng đầu 10 ly các bác nhá, THC này. Ôi, con này thì tốc mắc phê luôn. Có cả điều chỉnh tốc ở đây. Con này thì mới đẹp rồi. Hàng này thì hàng mới đẹp à thôi nhá, nhưng mà giá cũng để thanh lý cho các bác thôi. Đây. Giá thanh lý con này mã số 3. Em cứ quay xa ra không cần đâu, mã số 3 là con này để em xem nào, ngày trước con này nhập vào bao nhiêu giờ chả nhớ đâu. À, để cho các bác con này hàng mới nguyên hộp như này. 260.000 đi. 260 nhá, 260 bao ship. Rồi, nhớ cho em nhá, ở mã số 3 260. Đây, con này cũng cùng mã luôn này. Có 3 cái này có 3 cái nhá. Con THC là em có 3 cái đồng giá 260 và bao ship. Rồi tiếp theo đến đầu 13 ly, con này mới là ngon này. Em quay gần đây một chút thì xem con này nào. Con này thì nó là của thương hiệu Dexton, đây là của Z Plus nhá. Con này là của hãng Dexton. Con này ngày xưa em nhập vào em báo giá luôn các bác, ngày xưa nhập vào nó vào 450, 460 rồi. Đây là để lâu nó còn dây nó còn mốc mốc như này. Con này thì thoải mái chiến công trình cho em. Nếu mà chiến công trình thì con này vô tư. À. Đầu 13 ly và lưu ý con này là bản có búa.
Đây các bác có búa nhá. Hai chiếc răng. Lưu ý cho em đây là hàng nhập khẩu của công ty Dexton đây này. Vẫn còn tem mác phụ ngày xưa của công ty Thanh Xuân Lam này. Đấy là công ty Dexton đấy. Con này bác nào lấy thì em để cho các bác 350.000 bao ship nhá, mã số 4. Đây, mã số 4. 350. Con này thì bản chất nó là hàng mới thôi. Nhưng mà giá em nhập vào 450, bây giờ xả thanh lý cho các bác 350. Mã số 4 nhá, dép và lớp 350.000 bao ship luôn. Lỗ mất 100.000 một con. À hơn chứ, tại vì em còn phải bao ship nữa các bạn. Đây, có 1 này, 2, có 2 con nhá. Đồng giá 350. Đây, con Makota này nữa này. Con này cũng hàng công ty à thôi. Đây anh em để là đây vẫn mới nguyên nhá. Đây, dây của nó, dây này nó phải dài 3 mét cơ. Đi xem là con này còn đẹp. À đây, quay gần đây cho các bác nhìn là cái con này thì nó để lâu nó hơi, gọi là hơi dỉ dỉ như này thôi. Nhưng cái dỉ này thì không ảnh hưởng gì cả. Đây, test cho các bác xem luôn. Cực kỳ khỏe luôn. Con này cũng có búa, đầu 13 ly đầu sắt nhá. Nói chung là độ mới con này nó khoảng 99%. Tất cả những con này là con chưa bao giờ em test, gọi là để ở kho thôi. Mã số 5 nhá. Con này mã số 5 cũng đồng giá bằng con kia 350 bao ship. Đây, mã số 5 Makota này. 350k. 350 các bác nhá. Con này còn có, vẫn có cả cái tay cầm như này nữa đây. Đấy, 350.000. Rồi, tóm lại là rất nhiều những cái mã. À đây, còn một con mài cũ này. Macan. Lắp thử pin đi. Mài pin Macan, cái này em chỉ có mỗi cái thân như này thôi. Vẫn ngon. Đây em quay gần gần lên cho các bác nhìn xem nào. Đây, thân mài nhá. Con này ngày xưa em bán thân máy lúc mới là 650 một thân. Bây giờ bác nào lấy cái thân này nhá. Thân này ngày trước là em chỉ bỏ ra làm trưng bày thôi. Bây giờ để lâu nó bạc màu. Mã số 6 đi. À báo giá cho các bác nhá, thân mài để cho các bác 240.000. 240.000 bao ship. Mài Macan nó là hàng công ty đấy các bác nhá. Công ty Macan thì nó khá là nổi tiếng rồi. Mã số 6. 240. Đây. Mã số 6 nhá. 240.000. Em ơi quay chủ động quay camera để dí gần vào cho các bác nhìn, vì nhiều bác lớn tuổi là các bác không nhìn rõ đâu. Không đến lúc đặt hàng các bác. À đây thổi bụi đây. Thân máy. Cái thân này hôm trước em lên video rồi. Hàng mới. Mới full seal full box 100%. Có thổi, có cả túi đựng rác như này, vừa hút vừa thổi được nhá. Đấy. Thân máy mới nhá, mới nguyên siêu nguyên hộp. 250.000 bao ship. 250 nhá, thân thổi bụi 250. Con này thì không cần đánh mã đâu. Các bác cứ nhắc cho em là thổi bụi drama 250.000 bao ship tận lời cho các bác luôn. Rồi tiếp theo đây. À đây em đang còn mấy cái thân ca mắc này. Thân này là thân tháo đầu là ngày trước đây. Con này thì ngày đầu về nó gọi là dạng hot trend rồi. Cái đầu này nó tháo ra được. Nhắc lại cho các bác nhé, tháo ra thì nó thành vít trượt như này. Chứ nhiều bác lại hỏi em là con này tháo ra thành bu lông à. Máy khoan thì không thể nó chuyển đổi thành bu lông được. Đây em lắp pin rồi cho các bác xem. Đấy, ba chức năng có búa, đầu auto lock và nói nhá. Ca mắc nhá, hàng mới nguyên siêu nguyên hộp. Thân máy nhá. Nhắc lại cho các bác đây là giá thân máy này. Con này trước đang bán 430, bây giờ con này em để cho các bác 390.000 bao ship nhá. Mới nguyên siêu nguyên hộp nhá, 390 bao ship tận nơi. Còn có hai thân thôi. Đây em còn có hai thân như này thôi. Đấy bác nào lấy thì nhắn cho em là ca mắc 390. Rồi, có nhiều bác hỏi mã 13 ly đây. 13 ly thì cũng sót ra mấy cái thân của Hukan. Con này là thân 13 ly. Đầu auto lock nha, Hukan F66. Con này có cái hộp số rất là đẹp này, các bác nhìn này. Nó nhẹ cực kỳ luôn, hộp số đây dùng hai ngón tay em vặn còn rất là đơn giản. Lắp pin luôn cho các bác. Đấy. 20 cấp trượt. Chế độ này chế độ khoan sắt khoan gỗ này.
chế độ búa là chế độ khoan tường khoan gạch. Thân máy nhá, trước đây con này đang bán là 650, còn ngày hôm nay nhá em còn hai cái thân Kukan F66 hai cái để cho bác đồng giá luôn. Thân máy 570.000 một thân, bao ship lốt nhá, 570 bao ship đấy. Các bác nhớ cho em nhá, Kukan F66 còn hai cái 570 em bao ship, ship mất 30 rồi. Thế em thu về chỉ còn có 530, 540 gì đấy thôi. Đây còn một ông thân khoan Stalker đấy, để đồng giá lốt đi. Đấy bóc siêu luôn cho các bác xem này. Thi thoảng nó tồn ra, lâu lâu em chưa dọn kho đâu, chắc chắn là còn rất nhiều những cái hàng cũ, hàng để kho lâu thì lại thanh lý, không cần phải quay, như em cứ quay rộng rộng ra thôi. Các bác ấy nhìn được, đây nguyên siêu nguyên hộp, có cả một cái tay vặn như này. Đấy. Stalker nha, con này cũng hàng công ty. Ba chức năng có búa này, động cơ không chổi than. Test cho các bác xem luôn. Đây là tốc chậm này, tốc nhanh này. Đấy. 20 mấy cấp độ trượt đây, 20 cấp trượt. Ba chức năng có búa. Để lốt cho các bác nha, 570.000 bao ship. Thân máy nhá, thân máy chưa bao gồm pin sạc. Stalker 570 bao ship. Rồi, đi xem còn con gì thanh lý cho nó rộng hết nhà đi. À đây em còn cái con khoan điện này này. Cái con này em để nó khá lâu rồi đây. Nguyên hộp luôn. Khoan điện đầu 13 ly. Trước là nó hay đóng tem Makita, tem nhựa. Nhưng bây giờ em rơi mất cái tem nhựa đâu rồi. Đây này, vẫn còn cái tem giấy đây. Cắm thử cho các bác xem luôn. Đấy. Có búa nhá, con này có búa. Đảo chiều đây. Còn một cái đi kèm nó, một đống các cái phụ kiện đi kèm năng nhăng như này. Đấy, tay cầm tay chắn mở lốt. Con này khoan điện à, con này phải để mã lên cho các bác dễ nhận ra. Nhớ cho em nhá, mã con này mã số 7 đi. 350 bao ship, hàng mới nhá. Con này là hàng mới các bác nhá. Mã 7 350.000. 350 nhá, mới nguyên siêu nguyên hộp, em bao ship luôn cho các bác. 13 ly các bác mua ở đâu được cái giá này đúng không? Bình thường mua đầu 10 còn không có đâu. Rồi, thân mài. Thân mài pin thì chắc chắn nhiều bác quan tâm rồi. Con này thì nó là hàng mới, hôm trước em Tuấn Minh ôm nhiều thì có lên video xả con này rồi. Đây, thân mài Blue Max đây. Có đầy đủ phụ kiện đây nhá. Tay chắn mở lưỡi rồi bảo vệ, ốp lưỡi có đầy đủ. Blue Max thân mài này. Anh em hay dán tem Makita, anh em Tuấn Minh thì thôi không dán làm gì cả. Đấy. Hai cấp. Ba cấp các bác nhá. Thân máy mới 100%. Đấy. À, để cho các bác con này 340.000. Bao ship luôn cho các bác. Ship mất 30 em thu về có 301 thôi. Thân mài nhá. Vẫn còn vài cây. Đây, đây là mã cuối cùng. Ở đây là em có hai con của hai thương hiệu. Hai cái con này thì ngày đầu về gần như ngày nào cũng ra vài chục đơn. Đây, con này là con Campro Quick. Tại sao gọi là con Quick thì nó như này. Đây, nhiều bác trước mua hỏi em rồi đây. Quick là gì? Nó là cái dòng tháo đầu như này được này. Đấy, con Campro nhá. Pin 4 cell, máy mới, full zin 100%, ngày đầu đang bán 750. Bây giờ thanh lý cho các bác, đây là thanh lý nhá, nói luôn các bác là thanh lý 600.000 em bao ship luôn cả bộ như này. Một máy hai pin một sạc, đây là Campro. Và con này là con Kutan này. Kutan, hai con giống hệt nhau khác mỗi cái tên thôi. Đây. Kutan nhá. Đây các bác. Campro hoặc Kutan các bác lấy con nào cũng được. Đây tốc chậm này, tốc nhanh này. Hai con này đồng giá nhá, đồng giá là 600.000 một con. Mới nguyên siêu nguyên hộp, bao ship tận nơi cho các bác. Đấy, bác nào quan tâm tất cả những cái sản phẩm trong ngày hôm nay thì các bác chủ động gọi điện cho em Tuấn Minh theo hai cái số điện thoại ở trên màn hình nhá. Nhớ cho em là tất cả những mã này không phải lúc nào cũng có nhiều, có cái có một con hai con, có cái thì em có nhiều hơn. Thế nên là nhiều bác nào mà không săn được thì cứ nhớ đăng ký kênh cho em. Thi thoảng em Tuấn Minh có những cái video xả kho thanh lý thì các bác sẽ vào săn được những cái mã nhanh nhất nhá. Ok, em cảm ơn toàn thể các bác.
Rồi.